Hôm nay ngày 9 tháng 7 năm 2019, thứ tư tuần thứ 14 mùa thường niên. Bài trích xuất sáng thế: trong những ngày ấy, cả nước Ai Cập gặp nạn đói kém, dân chúng kêu vua Pharaoh xin cho họ của ăn. Vua trả lời họ rằng: các ngươi hãy đến cùng Giuse và ông bảo thế nào, các ngươi hãy làm như vậy. Cơn đói kém ngày càng gia tăng khắp mặt đất. Bây giờ ông Giuse mở các kho lúa bán cho người Ai Cập, vì họ cũng đói kém khổ sở. Khắp mọi nước người ta tuôn đến Ai Cập để mua lương thực ăn cho đỡ đói. Các con ông Gia-cốp cũng đi chung với những người khác đến Ai Cập để mua lúa, vì nạn đói cũng hoành hành trong đất Canaan. Giuse có quyền trên toàn lãnh thổ Ai Cập, nên ông bán lúa thóc cho hết mọi người. Khi các anh của Giuse sắp mình lại ông nhận ra các anh, nên ông nói giọng cứng cỏi như nói với khách lạ. Ông hỏi họ: các ngươi ở đâu đến? Họ đáp: chúng tôi từ đất Canaan đến mua thực phẩm. Giuse đã truyền giam họ trong 3 ngày. Đến ngày thứ 3, ông cho dẫn họ ra khỏi tù và bảo rằng: các ngươi hãy làm điều ta dạy bảo thì sẽ được sống, vì ta kính sợ Thiên Chúa. Nếu các ngươi là người lương thiện, thì một người trong các ngươi sẽ ở lại trong tù, còn những người khác hãy đem lúa về nhà. Rồi các ngươi hãy dẫn đứa em út các ngươi tới đây cho ta, để ta có thể tin lời các ngươi, và các ngươi sẽ khỏi chết. Họ đã làm như Giuse dạy bảo. Bây giờ họ mới nói với nhau rằng: chúng ta phải chịu thế này thật xứng đáng, vì chúng ta đã phạm đến em của chúng ta. Chúng ta đã thấy tâm hồn em chúng ta khổ sở khi nó năn nỉ chúng ta tha cho nó, nhưng chúng ta không chịu nghe. Vì thế nên chúng ta phải chịu nổi khốn khổ này. Bây giờ một người trong anh em là Ruben nói rằng: chứ thì tôi đã chẳng bảo anh em đừng có phạm đến đứa trẻ này sao? Nhưng không ngờ rằng Giuse hiểu tiếng họ, vì ông dùng thông ngôn mà nói với họ. Ông Giuse lánh mặt đi một chút mà khóc: đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xương ca mừng Chúa. Hãy ca mừng người bài ca mới, hát mừng người với tiếng râm ran. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Chúa phá tan ý định của các nước, làm cho vô hiệu tư tưởng của chư dân. Ý định của Chúa tồn tại muôn đời, tư tưởng lòng Ngài còn mãi đời no sang đời kia. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Kìa Chúa, để mắt coi những kẻ kinh sợ Người, nhìn xem những ai kẻ trong ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cành cơ hàng. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Alleluia, Alleluia, Chúa phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ người lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế, để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ. Trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê em của ông, Giacôbê con ông Zebêdê và Gioan em của ông, Philippe và Bartolomeo, Thomas và Matthew người thu thuế, Giacôbê con ông Anphê và Tadeo, Simon nhiệt tâm và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Chúa Giêsu đã sai 12 vị này đi và truyền rằng: các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến.
Đó là lời Chúa, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm. Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi để loan báo nước trời đã gần đến. Sứ mệnh này không chỉ dành cho các tông đồ hoặc những người có trách nhiệm, mà cả chúng ta nữa, những người Kitô hữu. Mỗi người một cách phải loan báo về Đức Giêsu và kêu mời mọi người vào trong giáo hội, vào trong tình yêu của Chúa. Cầu nguyện là Chúa Giêsu xin ban thêm sức mạnh cho các vị giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, để các ngài can đảm làm chứng cho nước trời. Xin cho chúng con cũng được tiếp tay với các ngài để cho nước Cha mau hiển trị. Amen. Trích trong Tin mừng và suy niệm hàng ngày. Hạt giống của hy vọng. Văn hào Shakespeare của nước Anh đã nói rằng liều thuốc duy nhất còn lại cho những người khốn khổ chính là niềm hy vọng. Bao lâu còn hy vọng, bấy lâu con người còn muốn tiếp tục sống. Những người Mỹ tại một thành phố nọ thường truyền tụng cho nhau nghe câu chuyện nuôi niềm hy vọng của một gia đình nọ như sau. Có một đôi vợ chồng nọ vừa yêu người cũng lại vừa yêu thiên nhiên. Ngoài 5 đứa con ruột thịt ra, họ còn nhận thêm 5 đứa con nuôi. Niềm vui chung của mọi người trong nhà là được săn sóc vườn hoa và những thứ cây cảnh trong nhà. Người vợ tưởng chừng như không biết thế nào là đau khổ, nhưng cả bầu trời như sụp xuống. Vườn hoa trở thành hoang tàn khi người chồng ngộ nạn qua đời. Kể từ đó, người đàn bà không còn muốn ra khỏi nhà nữa. Thiếu bàn tay săn sóc của bà, ngôi vườn cũng mỗi lúc một tàn lụi. Mùa đông đến càng làm cho ngày tháng càng thêm ảm đạm hơn. Thế nhưng, một bữa sáng nọ, người đàn bà bỗng nghe tiếng cười nói và cào xớ trong ngôi vườn. Kéo tấm màn cửa sổ phòng ngủ lên, bà thấy các con của bà đang hì hục xớ đất. Trước sự ngạc nhiên của bà, người con cả trong gia đình chỉ mỉm cười đáp: "Má sẽ biết khi mùa xuân đến." Và nguyên một mùa đông, ngày nào các con của bà cũng ra vườn để xớ đất. Thế rồi khi mùa xuân đến, bao nhiêu hoa đẹp đều nở rộ trong vườn. Những hạt giống mà những người con đã âm thầm gieo vải trong mùa đông nay thức giấc bừng dậy, làm cho ngôi vườn trở thành tươi mát sặc sỡ. Cùng với hạt giống của các thứ hoa, những người con đã gieo vào lòng người mẹ một thứ hạt giống khác. Đó là hạt giống của hy vọng. Chính niềm hy vọng đó đã đem người đàn bà trở lại cuộc sống và đánh tan mọi vùng phiền trong tâm hồn bà. Câu chuyện trên đây có lẽ cũng chính là bức tranh của không biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Có những ngày tháng mọi sự xem chừng như vô vọng, có những lúc mê mù của khổ đau bao phủ kín khiến chúng ta không còn thấy đâu là lối thoát. Chính trong những lúc đó, chúng ta hãy nhớ đến hạt giống của niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho các tín hữu Roma như sau: chính trong niềm hy vọng mà chúng ta được cứu thoát, chính trong niềm hy vọng đó, chúng ta hãy nhìn thấy sức sống đang chờ đợi chúng ta. Chính trong niềm hy vọng đó, chúng ta hãy nhìn thấy những hoa trái của những hạt giống mà chúng ta đã vất vả gieo vải. Một người Hà Lan và một người Mỹ bàn về ý nghĩa của hai lá cờ quốc gia. Người Hà Lan phát biểu một cách mỉa mai như sau: lá cờ của chúng tôi có ba màu, đỏ, trắng, xanh. Chúng tôi tức giận đỏ cả người lên. Mỗi khi chúng tôi bàn đến thuế má, chúng tôi run sợ đến trắng bệch cả người mỗi khi chúng tôi nhận được giấy thuế má. Và chúng tôi xanh như tàu lá sau khi đã trả hết các thứ thuế. Người Mỹ cũng nói lên một cảm tưởng tương tự mỗi khi nhận được các thứ giấy đòi nợ, nhưng lại bảo rằng: bù lại, chúng tôi chỉ thấy toàn các thứ sao. Sao trên bầu trời là biểu hiện của chính niềm hy vọng. Bên kia những vất vả thử thách, bên kia những mất mát, bên kia những thất bại khổ đau. Phải chăng người Kitô chúng ta không được mời gọi để thấy được các ngôi sao của niềm hy vọng? Bài trích sách Lẽ Sống.